Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với khóa kế toán tổng hợp miễn phí. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn đó là cài đặt phần mềm hỗ trợ kê khai mới nhất. Thì trước khi vào cái cài đặt phần mềm hỗ trợ kê khai mới nhất, thì nếu bạn nào mà chưa đăng ký những cái quà tặng miễn phí của tôi thì các bạn có thể vào trang amatac.vn để chúng ta đăng ký được không ạ? Thì ở đây là cái lời giới thiệu đấy, và các bạn kéo xuống dưới này để chúng ta đăng ký cái khóa học đấy. Các bạn điền địa chỉ email và họ và tên các bạn đây, thì ngay sau đó tôi sẽ gửi một cái email vào cái Gmail cho các bạn để các bạn có thể xác nhận và các bạn nhận khóa học trong Gmail của các bạn, ok không ạ? Đấy, thì hàng ngày tôi sẽ gửi những cái bài học, cái chia sẻ, cái video dạy học hướng dẫn các bạn những cái kinh nghiệm, cái cách chúng ta làm kế toán tổng hợp, ok không ạ? Hoặc là các bạn có thể tìm hiểu chuyên sâu, ví dụ như các bạn làm cho doanh nghiệp xây dựng thì các bạn có thể vào trang kế toán xây dựng, vào sản xuất thì các bạn vào mục kế toán sản xuất, thương mại thì bạn vào thương mại, xuất nhập khẩu và xuất nhập khẩu, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta vào cái phần xây dựng này này. Thì trong cái phần xây dựng này này thì nó cũng có một cái khóa học miễn phí về kế toán xây dựng riêng, thì bạn vào mục quà tặng và bạn kéo xuống dưới này. Đấy, các bạn cũng đăng ký họ tên Gmail của các bạn và các bạn nhấn đăng ký, thì ngay sau đó tôi sẽ gửi cái thư khóa học vào Gmail cho các bạn, đúng không ạ? Thì hôm nay chúng ta sẽ vào cái kinh nghiệm, cái cách mà chúng ta cài đặt cái phần mềm hỗ trợ khai. Thì ở đây tôi cũng có viết một cái bài viết rồi. Đấy, cái bài viết này tôi hướng dẫn bằng hình ảnh nhá, hướng dẫn bằng hình ảnh. Đấy, các bạn vào mỗi cái bài viết của tôi thì ở trong đó có những cái khóa học rất là hay. Ví dụ như cái khóa này đó gì ạ? Khóa bảo hiểm tiền lương thuế thu nhập cá nhân giải pháp cho năm 2019. Đấy, các bạn điền họ và tên và email vào đây. Các bạn đăng ký thì cũng nhận được ngay lập tức qua Gmail, đúng không ạ? Và ngoài ra thì trong này nó có rất nhiều cái phần khóa khác, ví dụ như là phần mềm kế toán Excel thông tư 133 hoặc thông tư 200, hoặc là cái sơ đồ kế toán. Cái sơ đồ kế toán này cực kỳ là hay đây này. Đấy, cực kỳ là hay luôn, tại vì sao? Chúng ta phải hiểu được cái bức tranh tổng quan thì chúng ta mới hạch toán được, đúng không ạ? Đấy, thì các bạn tải cái sơ đồ này về, đúng không ạ? Đây, chúng ta vào cái phần cài đặt nhé. Thì đây là cái cách chúng ta cài đặt cái phần mềm hỗ trợ kê khai được tôi hướng dẫn bằng hình ảnh. Đấy, bây giờ chúng ta lướt qua một lần, xong tí nữa tôi sẽ chạy thử và cài đặt thử cho các bạn xem, đúng không ạ? Thì chúng ta có 6 bước đối với cái máy tính mà chúng ta chưa có cái Framework. Framework này là gì? Đó chính là một cái phần mềm giả định để gì? Để cái phần mềm hỗ trợ kê khai của chúng ta có thể hoạt động được. Đấy, hầu như các máy của chúng ta đều có rồi. Đấy, thì nếu mà máy bạn nào có rồi thì chúng ta làm sao 6 bước như sau. Bước thứ nhất đó, chúng ta truy cập vào cái trang là gdt.gov.vn, đó là trang tổng cục thuế, đúng không ạ? Thì các bạn ấn vào đây. Thì trong cái trang này tôi để cái link là link đến cái bài tải luôn nhá. Còn nếu mà anh em nào vào trực tiếp trang tổng cục thuế thì nó sẽ ra như thế này, để tôi xóa cái đuôi này đi. Đây. Đấy, nó sẽ ra như thế này. Thì ở trong này có những cái thông tin mới nhất về thuế, cập nhật cái chứng chỉ về đại lý thuế. Đấy, hoặc là những cái thông tin công văn mới nhất ở đây thì các bạn có thể xem đây. Còn muốn tải cái phần mềm hỗ trợ kê khai thì các bạn vào ấn dịch vụ công. Ấn cái phần dịch vụ công này này, thì ở trong này nó sẽ có những cái công văn, cái phần mềm để chúng ta có thể tải, đúng không ạ? Thì các bạn ấn vào cái chỗ hỗ trợ kê khai này này, hỗ trợ kê khai thuế, đúng không ạ? Đấy, thì nó sẽ ra cái chỗ cái bảng để chúng ta tải cái phần mềm cập nhật theo từng phiên bản. Thì phiên bản mới nhất là ngày 29 tháng 8 năm 2019, đó là 4.2.1. thì các bạn ấn cái tải bộ tải đây này, ấn zip đây này, được chưa? Đấy, ấn vào đây, ấn zip vào đây, tải đây này. Đấy, nó sẽ tải ở dưới này, đúng không ạ? Và sau khi tải xong thì các bạn ấn đây, ấn hiển thị thư mục, thì nó sẽ ra được cái phần mà chúng ta vừa tải xong. Còn nếu mà các bạn nào nhớ tay tắt ở đây đi mất rồi ấy, thì các bạn có thể ấn vào cái ba chấm phía trên đây này. Các bạn ấn vào lịch sử tải, tải xuống đây này, được chưa? Đấy, thì nó sẽ ra được cái phần tải ở đây này, ok không ạ? Thì các bạn ấn hiển thị thư mục thì nó sẽ ra được. Đấy, được chưa? Và tôi sẽ copy ra desktop ở đây này. Đấy, đúng không ạ? Đấy, thì đây là cái bộ cài đặt của nó. Thì các bạn ấn chuột phải vào, các bạn ấn extract, giả lén nó ra, đúng không ạ? Đấy là cái bản giả lén, thì đây cái bản cài đặt của chúng ta. Đấy, được chưa? Thì trong này nó có cái file setup này, quan trọng là cái file setup này thì các bạn ấn chuột phải vào. Đấy, các bạn chọn run về admin, có nghĩa là chạy trên cái cơ sở của máy chủ. Đấy, và ấn yes. Rồi, nó sẽ ra cái bảng như thế này, đúng không ạ? Nó giống như cái bài viết của tôi đây này. Đấy, tôi sẽ mở lại cái bài viết này nhé, được chưa? Đấy, nó có từng bước một, nếu mà bạn nào không làm được thì chúng ta xem video, đúng không ạ? Đấy, cái này rất đơn giản thôi, nó chỉ cần cài đặt thôi. Tiếp tục,
Thì nếu mà các bạn muốn thay đổi cái thư mục mình cài đặt, ví dụ là mặc định nó sẽ cài đặt ở cái ổ C program, đúng không ạ? Nếu mà bạn làm mà không muốn bị mất sau mỗi lần mà chúng ta đi cài đặt lại máy, thì chúng ta sẽ thay đổi nó về ổ D. Ổ D hoặc là ổ E thì là chúng ta sẽ không bị mất khi mà chúng ta reset lại máy. Đấy, còn nếu mà chúng ta để ở ổ C như mặc định của nó đây, thì khi mà chúng ta cài lại cái máy tính thì nó sẽ mất luôn cái phần mềm, đúng không ạ? Và chúng ta phải cài lại từ đầu. Thì tôi sẽ để ở ổ C và chúng ta ấn tiếp tục và cài đặt thôi, đúng không ạ? Rất là nhanh như thế. Đấy, thì nó cũng giống như các cái biểu tượng ở đây. Nhưng đặc biệt là các bạn phải lưu ý cho tôi ở đây này, bước thứ mấy đấy, bước thứ 6. Đó là chúng ta phải chọn vào cái ô đó là cho nó chạy trên cái hệ điều hành của máy chủ. Đấy, ấn hoàn thành này. Đấy, sau khi cài đặt xong nó sẽ có biểu tượng như ở màn hình như này, được chưa? HTKK. Ok không ạ? Thì các bạn ấn chuột phải vào, ấn chọn proper. Đấy, rồi, các bạn chọn cái tab compa này. Đấy, và ấn Zamzit Pro. Đấy, apply và ok. Thì khi mà chúng ta nhấn nút mở lên ý, thì nó sẽ hỏi một lần nữa. Đấy, các bạn có chắc chắn không? Ok. Đấy, được chưa? Đấy, là đây là cái giao diện của phần mềm hỗ trợ kê khai thuế. Thì bây giờ nhiệm vụ của chúng ta sẽ điền cái gì ạ? Điền mã số thuế công ty chúng ta vào. Tôi ví dụ một cái mã số thuế nhé. Rồi, đấy. Thì nó sẽ có mục kê khai ban đầu. Ok, nhiệm vụ tiếp theo đó là chúng ta điền đầy đủ những cái thông tin mà có cái dấu sao ở đây. Và một số cái thông tin chúng ta điền thôi, còn những cái dấu sao ở phía dưới này thì chúng ta không phải điền. Đấy, tùy trường hợp, bây giờ sẽ giải thích cho các bạn. Thứ nhất đó là người nộp thuế, đó là tên công ty của chúng ta, đúng không ạ? Địa chỉ, quận, huyện, tỉnh, thành phố thì chúng ta đều biết rồi. Và cái ngày bắt đầu năm tài chính này này, thì chúng ta sẽ bắt đầu vào đầu mỗi quý. Ví dụ như là chúng ta thành lập vào ngày mùng 5 tháng 5 thì nó thuộc quý 2, đúng không ạ? Thì đầu quý 2 đó là ngày mùng 1 tháng 4, đúng không ạ? Đấy, thì ở đây người ta có sự lựa chọn cho chúng ta, đúng không ạ? Các bạn hiểu không ạ? Đấy, thì chúng ta chọn vào này, được chưa? Tiếp theo đó là cơ quan thuế cấp cục quản lý chúng ta. Ví dụ như là tôi ở Hà Nội thì sẽ thuộc là thành phố Hà Nội, đúng không ạ? Và chi tiết tôi ở quận Hà Đông thì các bạn sẽ chọn ở đây là quận Hà Đông. Ở phía dưới này, đây. Đấy. Được chưa? Còn tên đơn vị chủ quản, đấy, mã số thuế đơn vị chủ quản là gì? Có nghĩa là chúng ta là công ty con của công ty mẹ, được chưa? Thì như vậy là chúng ta phải điền thông tin của công ty mẹ vào đây, đúng không ạ? Đấy, tiếp theo là cái thông tin đại lý thuế, có nghĩa là chúng ta thuê một bên đại lý thuế, bên dịch vụ kế toán người ta làm kế toán cho chúng ta thì sao ạ? Chúng ta phải điền đầy đủ cái thông tin của cái đại lý thuế của cái cơ sở mà người ta làm dịch vụ kế toán của chúng ta vào đây, đúng không ạ? Và chúng ta ấn ghi là xong, đúng không ạ? Đấy, sau khi ấn ghi xong rồi thì chúng ta đóng lại, được chưa? Thì nó sẽ hiện ra cái giao diện của cái phần mềm hỗ trợ kê khai. Thì đối với phần mềm hỗ trợ kê khai này thì chúng ta cần làm những cái gì? Thế thì đối với một bạn kế toán ấy, đầu năm nhá, đầu mỗi năm các bạn phải kê khai cho tôi đó là tờ khai phí môn bài. Các bạn vào phí và lệ phí, chọn cái tờ khai lệ phí môn bài này, được chưa? Rồi đến hàng quý, hàng tháng thì chúng ta làm cái tờ khai thuế giá trị gia tăng được khấu trừ mẫu 01 này. Rồi chúng ta kê khai cái tình hình sử dụng hóa đơn ở đây, nếu mà các bạn đang sử dụng hóa đơn giấy nhá, thì các bạn làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo cái mẫu BC26 này này, được không ạ? Đấy. Rồi đến khi mà chúng ta trả lương cho cá nhân, nếu mà phát sinh cái thuế thu nhập cá nhân được khấu trừ thì các bạn làm cái tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân này này. Rồi đến giai cuối năm thì chúng ta làm cái quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 05 này nhá, của tổ chức, còn cái mẫu 02 này của cá nhân chúng ta tự làm. Đấy, được chưa? Và ở đây thì tôi chỉ hướng dẫn sơ sơ qua thôi nhá, sơ sơ qua các cái việc mà chúng ta cần làm trên cái hỗ trợ kê khai này. Còn chi tiết thì các bạn đăng ký cái khóa kế toán thuế miễn phí của tôi để chúng ta xem chi tiết cách lập cái tờ khai thuế giá trị tăng như thế nào, quyết toán thuế thu nhập cá nhân như thế nào, cái lệ phí môn bài như thế nào, được không ạ? Đấy, và tôi còn một lưu ý nữa là khi mà chúng ta muốn cài lại cái phần mềm hỗ trợ kê khai này thì chúng ta phải làm sao ạ? Chúng ta lên sao lưu nó lại nhá. Thì ở đây và các bạn vào mục công cụ này này thì nó sẽ có cái sao lưu dữ liệu. Sao lưu chỉ chúng ta lưu nó ra một cái chỗ nào đó để khi mà chúng ta cài đặt xong, ví dụ như là cài đặt xong cái phần mềm này thì các bạn ấn vào phục hồi dữ liệu và chọn đến cái phần mà chúng ta đã sao lưu trước đó để chúng ta phục hồi lại những cái bản chúng ta đã làm trước rồi, đúng không ạ? Đấy, đúng không ạ? Rồi.
Như thế là chúng ta đã cùng nhau hướng dẫn và chúng ta tìm hiểu xong cái cách mà chúng ta cài đặt cái phần mềm hỗ trợ thứ hai rồi, đúng không ạ? Đó là với cái trường hợp mà chúng ta đã cài đặt cái phần mềm Farmerwork, được chưa? Vậy cái trường hợp mà cái máy của chúng ta nó báo lỗi không có cái Farmerwork này, hoặc là chúng ta chưa có cái phần mềm Farmerwork, thì chúng ta làm như thế nào? À, thì chúng ta chỉ cần làm theo hai bước như tôi hướng dẫn đây bằng hình ảnh như này. Rất là đơn giản. Thứ nhất là các bạn phải mở cho tôi cái phần Program và Future ở đâu ra, ở phần cái Control Panel ấy, thì các bạn mở cho tôi. Có hai cách mở như tôi hướng dẫn đây. Một là các bạn ấn vào cái cửa sổ ở đây này, được chưa? Các bạn chọn vào Program ở đây. Hai là gì? Các bạn ấn tổ hợp phím, đó là cửa sổ. Cửa sổ chính là cái hình biểu tượng cái cửa sổ này ở cái bàn phím ấy, và số X. Đấy, thì nó sẽ ra như thế này, được chưa? Các bạn ấn Control B này. Đấy, thì các bạn chọn vào Program này, các bạn chọn Program and Future này. Đấy, thì nó sẽ ra ở đây, thì bạn chọn vào tên Windows. Rồi, trong cái tên Windows này nó sẽ có cái gì ạ? Let Farmer này này, 3.5. Thì nhiệm vụ chúng ta sẽ phải mở cái này lên, được chưa? Đấy, và các bạn tích chọn hai cái này. Nếu mà máy bạn nào chưa cài nhá, thì bạn tích chọn hai cái này và bạn ấn OK. Sau khi ấn OK thì máy nó sẽ ra một cái biểu tượng đây này. Nó hỏi là các bạn có download cái file này về máy tính của chúng ta hay không, được chưa? Thì các bạn ấn chọn là download file. Sau khi download file xong thì nó tự động cài đặt cho các bạn. Và như vậy là chúng ta hoàn thành xong cái bước mà chúng ta cài đặt cái Farmerwork. Sau khi mà chúng ta cài đặt Farmerwork rồi thì chúng ta quay trở lại 6 bước ở phía trên này để chúng ta cài đặt cái phần mềm hỗ trợ kê khai, được không ạ? Đấy, đúng không ạ? Và đặc biệt nữa này, đối với phần mềm hỗ trợ kê khai này, khi mà chúng ta kết xuất, ví dụ như là tôi lập một cái đi. Đây, ví dụ như là chúng ta kết xuất cái file đuôi XML này này, thì để đọc được cái file đuôi XML này thì chúng ta phải có một cái phần mềm iText viewer để chúng ta đọc được. Đấy. Chứ không phải tự nhiên chúng ta đọc được đâu. Đây này. Đấy. Đấy, thì nó phải có cái phần mềm đó là iText viewer này này. Nhiều bạn do là chúng ta là mới làm, chúng ta không biết, đúng không ạ? Khi mà chúng ta kết xuất ra chúng ta không thể nào đọc được, đúng không ạ? Tại vì nó không có cái phần mềm này. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn tải luôn phần mềm này, đúng không ạ? Thì để tải được phần mềm này thì các bạn vào cái trang nhận tờ khai. Đây. Các bạn nhớ nhá, nhận tờ khai.gdt.gov.vn. Đấy, thì các bạn kéo xuống dưới này này. Thì ở đây nó có cái ứng dụng đọc hồ sơ thuế iText viewer này. Thì cái này cũng đơn giản thôi. Thì các bạn nó tải xuống và các bạn ấn, cứ ấn insert là xong. Cài đặt xong là chúng ta có thể đọc được, đúng không ạ? Đấy, thì cái này tôi sẽ không hướng dẫn nữa nhé, vì nó rất là đơn giản. Đấy, như vậy là chúng ta chỉ cần làm theo những cái bước này là chúng ta có thể là cài được cái phần mềm hỗ trợ kê khai và chúng ta thực hành. Và các bạn nên đăng ký những cái khóa ở đây để chúng ta biết cách chúng ta kê khai thuế như thế nào, chúng ta làm quyết toán như thế nào, đúng không ạ? Ở đây, ví dụ như đây này, khóa học sát thủ đại lý thuế miễn phí này, các bạn đăng ký ở đây. Hoặc đơn giản là cái khóa Excel, đây này, bộ Excel kế toán miễn phí cho chúng ta cũng ở đây, đúng không ạ? Đấy, rất là nhiều phần quà thú vị. Hoặc là các bạn nào đơn giản chỉ là muốn đọc, muốn hiểu cái kinh nghiệm thực tế của cái kế toán nó như thế nào thì các bạn vào vấn kinh nghiệm kế toán. Thì trong cái phần kinh nghiệm kế toán này tôi chia sẻ thực tế nhá, thực tế những cái bí mật, những cái kinh nghiệm mà rất ít người chia sẻ ở trong này. Đấy, đúng không ạ? Ok không ạ? Đấy, thì các bạn vào đây để chúng ta tham khảo nhá. Ok ạ. Rồi, thì cái buổi chia sẻ hôm nay tôi sẽ kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.